Mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn phần số 102 ha. Bạn nào quan tâm đến những số trước á, thì mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Trung Trinh 7566. Anh cho em hỏi các dòng điện thoại như Oppo có xài được không? Hay chỉ những điện thoại có MHL mới được? Thì cái cáp này nó dành cho các loại điện thoại khác ha, không riêng những điện thoại hỗ trợ MHL đâu. Mà những chiếc điện thoại mà Android mà các bạn mua giá rẻ thì vẫn được. Nó chỉ thỏa cái yêu cầu là cái hệ điều hành đủ cao để sử dụng được cái phần mềm hỗ trợ là được à. Chỉ cần các bạn cài được cái phần mềm đó và cắm lên là được ha. Nó sẽ có ba đầu cắm khác nhau, là một là tương thích với iPhone, hai là micro USB và ba là USB Type-C. Đó. Ví dụ như những chiếc điện thoại Android mà đời cũ quá thì chúng ta không sử dụng được, còn Oppo, Realme hiện tại thì mình thử nghiệm là được ha. Và có một số chiếc điện thoại mà đời xưa các bạn mà nó lại chạy cái bản ROM tùy biến, ví dụ như cái chiếc Nexus 5 á, nó chạy Android 11 nhưng mà mình đã thử cài phần mềm này lên rồi các bạn, mở lên á, thì nó báo là lỗi rồi, mở lên là báo lỗi, cho nên là sẽ không sử dụng được cái cáp này ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Chí Khoa Lê 476. Hệ điều hành MTK là gì? Thì không biết là bạn nghe cái thuật ngữ hệ điều hành MTK này ở đâu, nhưng mà trước giờ mình chưa nghe ha. MTK bình thường sẽ là cái chữ viết tắt của MediaTek, tức là một cái dòng chip thôi. Và MediaTek thì cũng có phát triển một cái hệ điều hành đơn giản dành cho X30+ đó các bạn ha. Những thiết bị X30+ là những thiết bị chạy hệ điều hành do MediaTek phát triển, cho nên những chiếc điện thoại đó nó sẽ sử dụng vi xử lý của MediaTek ha. Hệ điều hành đó là X30+, nhưng mà nó rất là đơn giản, nó sẽ ship chung với lại cái nhóm hệ điều hành gọi là RTOS, tức là Real Time OS, là hệ điều hành thời gian thực ha, tức là bấm vào là nó phản hồi liền và nó không có cái độ trễ, rất là ít độ trễ luôn. Nhưng mà cái nhược điểm của hệ điều hành này thì tất nhiên là nó không thể nào có được những cái ứng dụng phức tạp rồi ha. Rồi đến với bình luận tiếp theo là của bạn Ogihola. Uprom Symbian cho các máy Nokia đời mới có hỗ trợ 4G được không nhỉ? Là không nha bạn. Thứ nhất là cái cấu hình phần cứng và phần mềm của nó thì nó không có tương thích được rồi. Kể cả những chiếc Symbian với nhau mà nó khác thiết kế thôi. Ví dụ như là các bạn không thể nào lấy được của E71 các bạn chạy cho E72. Đó, nó khác RM thôi là đã không được rồi, huống chi là những cái điện thoại sau này. Và những cái điện thoại sau này thì nó cũng không thể nào mà chạy, nó không thể nào mà được hỗ trợ bằng những cái phần mềm. Ví dụ như ngày xưa các bạn chạy Nokia, chạy Uprom bằng Phonix và một số phần mềm khác, thì những cái phần mềm Phonix đó nó sẽ không nhận những cái đời Nokia sau này do HMD sản xuất. Cho nên điều đó là không thể nào ha. Rồi bình luận tiếp theo là của bạn Mai Tươi 565. Con này có kết nối wifi không bạn? Là con Airtel IT9200 là nó có kết nối wifi nha. Và nó có khả năng phát được wifi nữa ha. Đó, kết nối wifi, phát được wifi và có hỗ trợ 4G. Thì dùng 4G đó để phát wifi, nhưng mà các bạn cũng đừng kỳ vọng. Thứ nhất là cái tốc độ nó chậm nè. Ngoài ra nữa thì cái KOS thì nó cũng có rất là nhiều cái điểm yếu. Ví dụ như là nó chậm trong những cái phản hồi, những cái mà cái thao tác hàng ngày bình thường nó đã chậm rồi ha. Nhưng mà lúc cần thiết thì các bạn có thể sử dụng nó để phát wifi. Bạn có thể kết nối wifi để sử dụng lướt web đồ trên nó thì cũng được ha. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn user RI7. Không biết nhiệt độ điện thoại nóng lên có đủ làm keo chảy không? Là không nha bạn. Thì keo dán giấy thì khi mà nó khô lại thì nó tương tự như bánh tráng vậy. Nó sẽ hỗ trợ dính trên những hai cái bề mặt phẳng. Và bình thường là hai bề mặt phẳng mà các bạn nhiễm một cái giọt nước vào thì nó cũng đã có một cái lực để kết dính rồi. Và keo dán giấy thì nó cũng tương tự như vậy ha. Ví dụ lâu ngày nó khô, nó cứng thì nó bị bong tróc ra. Chứ nhiệt độ cao thì không thể làm nó chảy giống như một số loại keo khác được nha. Lần tiếp theo là của bạn Lê Đại Nghĩa 8257. Có điện thoại phổ thông nào hỗ trợ sóng 4G, có chức năng đọc giờ và cài phím tắt không bạn? Ngày trước có Nokia 1650 có chức năng này rất là hay. Airtel thì cứ 1 giờ lại đọc
nên phiền, cảm ơn ITEL đúng là phiền thiệt các bạn. Khi mà các bạn tắt rồi thì các bạn bấm nó cũng không đọc, mà khi mà bấm bật lên đọc thì cứ cách một tiếng lại đọc thì đúng là phiền thiệt. Nó chúng ta không chủ động được giống như những chiếc điện thoại Nokia ngày xưa ha. Và ngoài ra nữa thì hiện tại mình thấy là không có một cái hệ điều hành dành cho điện thoại cơ bản nào nó cho phép chúng ta gắn cái phím tắt giống như điện thoại Nokia ngày xưa ha. Ví dụ như Nokia ngày xưa cái phím 4 chiều nè, thì các bạn bấm lên sẽ là camera, bấm ngang sẽ là danh bạ, bấm tới là lịch gì đó, thì các bạn có thể đổi thành, mở thành ứng dụng khác, và kể cả hai phím chọn hai bên cũng được, nhưng mà hiện tại là không được ha. Đó, cho nên là mình vẫn đánh giá cao S40. Còn các bạn nào đang sử dụng nhiều cái dòng điện thoại phổ thông khác á, thì có 4G thì các bạn biết cái nào mà có hỗ trợ mà đọc giờ, hoặc là có thể thay thế được những cái phím tắt hay không, thì các bạn thấy bình luận phía bên dưới để các bạn khác cùng tham khảo ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Triệu Dễ Cưng, không biết phải không ha, Triệu Dễ Cưng. Binh sạc lâu đầy không làm gì cũng hết. Đầu tiên là binh sạc lâu đầy là đúng ha. Bạn đã bình luận trong cái Mattel Easy 14G thì không chỉ riêng chiếc điện thoại này đâu, những chiếc điện thoại mà 4G giá rẻ hiện tại thì hầu như sạc rất là lâu đầy, tại vì cái củ sạc kèm theo cũng như là cái chiếc điện thoại của nó giá rẻ mà, cho nên nó đâu có hỗ trợ sạc nhanh đâu các bạn. Chỉ có 250 mAh thôi thì nó rất là lâu luôn, sạc mấy tiếng mới đầy một cái viên pin ha. Và nó có hỗ trợ 4G cho nên hầu hết những chiếc điện thoại cơ bản bây giờ á nó đều mau hết pin hơn những chiếc điện thoại 2G ngày xưa ha. Tại vì cái thời gian chờ 4G thì các bạn cũng sẽ tốn pin hơn nhiều so với những chiếc điện thoại 2G nha. Thì không làm gì thì các bạn để 1-2 ngày thì nó cũng sẽ tuột pin, nó cũng hết à. Chứ không phải là nó giống như điện thoại 2G ngày xưa chúng ta tiết kiệm được pin. Thì đây cũng là một cái điểm yếu của 4G ha. Hiện đại thì nó sẽ hại điện thôi. Dung lượng pin thấp hơn thì nó lại càng hao pin hơn nữa. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Tú Phú Thọ 1986. Em làm như thế nào mua được ạ? Thì cái này và muốn mua đầu chuyển đổi chân cắm như video, thì cái này khi mà các bạn mua cái micro này các bạn chọn luôn ha. Ví dụ như các bạn vừa sử dụng Android và vừa sử dụng iPhone thì các bạn sẽ mua cái thiết bị mà nó trong đó, trong hộp nó tặng sẵn hai đầu rồi, chúng ta không cần phải mua thêm nha. Còn nếu như lỡ mua một cái mà khi cần thì các bạn có thể mua cái kết nối đó khoảng 10.000 á các bạn. Nhưng mà ví dụ như các bạn sử dụng cái kết nối để sạc pin nè, để chuyển đổi dữ liệu giữa máy tính và điện thoại thì mình được. Còn đối với cái micro thì không biết có cần phải mua của chính cái công ty này sản xuất hay không, hay là kết nối bình thường 10.000 là có thể sử dụng được, thì cái này mình chưa thử nha các bạn. Tốt nhất thì các bạn nên chọn, ví dụ các bạn sử dụng nhiều thiết bị các bạn nên chọn, nó sẽ có nhiều cái cổng khác nhau và chúng ta không cần phải mua thêm, nó cũng không mắc hơn nhiều đâu. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn user XL5. Ông bạn cho hỏi mình mua điện thoại ở Thế Giới Di Động, điện thoại trả góp rồi mình lấy điện thoại qua Thế Giới Di Động khác bán lại có được không? Là không, chắc chắn là không rồi. Khi mà các bạn đã mua thì nó là Thế Giới Di Động, nó là một cái chuỗi liên kết với nhau, là các bạn mua nó sẽ đưa cái thông tin lên hệ thống. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.